Hãy tưởng tượng đất nước của bạn vừa bị ném bom nguyên tử vào một thành phố lớn. Ngay lập tức, nó giết chết 140.000 người. Chỉ 3 ngày sau, một thành phố lớn khác tiếp tục bị ném bom nguyên tử và ngay lập tức giết thêm 74.000 người nữa. Chưa kể hàng trăm nghìn người bị nhiễm bệnh, chết dần, chết mòn vì phóng xạ các năm tiếp theo. Đất nước của bạn đã phải đầu hàng sau chiến tranh, bị chiếm đóng bởi bên thắng trận. Nhà cửa của bạn thì tan hoang, 2/3 cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Và các chuyên gia của chính phủ dự báo rằng khoảng 10 triệu người, tương đương với 15% dân số, có thể sẽ chết đói trong vài tháng tới. Vậy mà chỉ 30 năm sau, đất nước này đã vươn lên trở thành một cường quốc đứng thứ 2 trên thế giới về GDP, chất lượng cuộc sống đứng top 1, với nền kinh tế, văn hóa, chính trị trở thành mục tiêu phấn đấu cho nhiều quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán và bất động sản tăng không ngừng nghỉ và nổ tung, gây ra sự sụp đổ và hệ lụy tới mức mà tận ngày nay, sau hơn 30 năm, chỉ số chứng khoán vẫn chưa quay lại đỉnh cũ. Hôm nay là câu chuyện về nước Nhật. Điều gì đã khiến cho bong bóng chứng khoán và bất động sản của Nhật nổ tung năm 1989 và gây ra nhiều hệ lụy cho thế hệ lạc lối của Nhật Bản như vậy? Điều gì cho thấy Abenomics đang thúc đẩy và chính phủ Nhật đang trở thành cổ đông và chủ nợ lớn nhất của cả nền kinh tế? Trong video này, ta sẽ nắm bắt được những điều trên một cách đơn giản và xúc tích nhất nhé. Ok, đừng quên bấm like video và đăng ký kênh trước khi xem tiếp nha. Hãy hình dung bạn là một người vô cùng may mắn, vừa bò lên khỏi hầm tránh bom và đang ở trong một thành phố đổ nát sau khi dính bom nguyên tử. Cứ 10 người còn sống trong khu phố của bạn thì 3 người đã mất nhà ở. Cứ 10 con đường thì 7 con đường không thể sử dụng. Toàn bộ cơ sở hạ tầng, nhà cửa, máy móc, thiết bị của đất nước hoang tàn. Bạn muốn kêu cứu nhưng không chỉ mình bạn đau khổ mà cả đất nước cũng đang như vậy. Còn hơn 6 triệu người lính và dân thường từ khắp các vùng chiến sự đang quay trở về Nhật cũng phải đối mặt với nguy cơ tương tự. Bạn đọc tờ thông báo dán trên tường của khu phố và dự tính của chính phủ cho thấy cứ 100 người thì có thể sẽ có 15 người chết vì đói. Và số lượng này trên cả đất nước có thể lên tới 10 triệu. Thất nghiệp, đói khát, bệnh tật đang đe dọa làm cho xã hội bất ổn và gia tăng tội phạm. Nhưng đó có lẽ cũng chưa phải là điều tệ nhất. Điều tệ hơn nữa có thể là gì? Là một người hiểu về lịch sử và kinh tế, bạn cũng nghe ngóng được rằng đất nước thua trận của bạn, nước Nhật, có thể bị các nước thắng trận áp lên các loại thuế phí bồi thường chiến tranh cao khủng khiếp và đẩy người dân vào cảnh siêu lạm phát, đói nghèo cùng cực như nước Đức từng bị áp dụng trong Thế chiến 1. Hiệp ước Versailles được Anh, Pháp và Mỹ ưu ái dành cho nước Đức sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất là biểu tượng về sự bất công với người Đức. Đức phải nhượng đất cho nước Pháp, Đức phải bồi thường chiến tranh cho các nước thắng cuộc 20 tỷ Deutschmark Đức có giá trị bằng vàng. Đức phải chuyển giao cho các nước thắng trận tất cả tàu thương mại có tải trọng trên 1.600 tấn và 20% hải đội đường sông. Đức phải đóng cho họ các tàu thương mại với tổng tải trọng 200.000 tấn một năm trong vòng 5 năm. Đức phải chuyển 140 triệu tấn than đá cho Pháp, 80 triệu tấn cho Bỉ, 77 triệu tấn cho Italia, đồng thời phải chuyển giao cho họ một nửa tổng sản phẩm công nghiệp hóa chất dự trữ. Về quân sự thì Đức không được phép trang bị tàu ngầm, không được phép trang bị tàu nổi có trọng tải trên 10.000 tấn, giải tán bộ tổng tham mưu. Và chính nỗi quốc nhục này là động lực hồi sinh, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan và phục thù ở Đức. Các thành viên của Đảng Quốc xã đã lợi dụng điều này để kêu gọi người Đức rửa hận và xóa bỏ Hiệp ước Versailles. Nhưng rất may mắn cho bạn là Mỹ và các nước đồng minh đã nhận ra điều này và không muốn lặp lại sai lầm của họ trong Thế chiến thứ 1 nữa. Thay vì làm bẽ mặt các nước bại trận và yêu cầu các khoản bồi thường khổng lồ như trước đây, Mỹ tạo tiền đề cho một mối quan hệ tích cực hơn bằng cách làm cho nước Nhật mạnh hơn và đặc biệt là ủng hộ hoàng đế của nước này. Thay vì xét xử hoàng đế Hirohito vì tội ác chiến tranh, Mỹ cho phép ông tiếp tục ngồi trên ngai vàng với tư cách là lãnh tụ tinh thần của người dân Nhật Bản. Tướng Douglas MacArthur, tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh cho rằng nếu như Nhật Hoàng Hirohito thoái vị và bị khởi tố với tội danh tội phạm chiến tranh, chắc chắn Nhật Bản sẽ trở nên hỗn loạn. Mặc dù Nhật Hoàng không phải vô tội, nhưng Nhật Hoàng là biểu tượng sống của đất nước, là biểu tượng cho sự ổn định và hòa hợp của người Nhật. Nếu không có Nhật Hoàng thì các phe phái sẽ tranh giành quyền lực, gây mất ổn định chính trị. Tàn binh Nhật sẽ tổ chức đánh du kích chống lại quân đồng minh. Và quan điểm này về sau đã được chứng minh là đúng. Dân Nhật khi đó đã tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành lời của Nhật Hoàng và họ không hề có hành động nào chống lại quân đồn trú. Mỹ khi đó cũng muốn các nước bại trận mạnh hơn nữa, vừa để thúc đẩy chủ nghĩa kinh tế và chính trị của họ ra toàn cầu, vừa để chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội lúc đó do Liên Xô đứng đầu đang lan rộng. Và đối mặt với một trật tự thế giới mới, Mỹ đã tìm cách biến quốc đảo này, biến nước Nhật này trở thành bức tường thành chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa xã hội. Họ cũng muốn gây ảnh hưởng về mặt kinh tế, thiết lập căn cứ quân sự trên đất nước của bạn để có lợi thế sau này. Và lúc đó bạn thì đang đói rát cả họng, đứng trước muôn vàn khó khăn
đã ủng hộ tuyệt đối cho giải pháp mới này. Và người Mỹ ngay lập tức vận chuyển lương thực bằng máy bay để viện trợ cho Nhật Bản. Mỹ cũng bắt đầu quá trình đầu tư thông qua các tập đoàn chuyển giao công nghệ mới cho Nhật, thúc đẩy thương mại bằng cách bán và mua hàng nhiều hơn của Nhật. Việc này cũng mang lại cho Mỹ một nguồn hàng chất lượng cao, giá rẻ cho nền kinh tế Mỹ. Các tập đoàn của Mỹ cũng rất ủng hộ điều này, vì trước chiến tranh tổng đầu tư của Mỹ vào Nhật Bản chiếm 75% tổng vốn nước ngoài đầu tư vào nước này. Và khi đó, đất nước của bạn cũng nhận được rất nhiều cơ hội để phát triển kinh tế. Bạn có cơ hội xây dựng nhà máy bằng công nghệ mới, sử dụng nguồn nhân công giá rẻ sau chiến tranh và xuất khẩu tới thị trường Mỹ, thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Mỹ cũng cam kết bảo vệ cho Nhật Bản bằng cách là ký các hiệp ước an ninh Nhật Bản-Mỹ. Và nước Nhật của bạn cũng nhận thấy rất là có lợi khi mà không phải duy trì một lực lượng quân nhân và khí tài quân sự khổng lồ trước kia. Mà đằng nào mình cũng không được phép, mình vừa thua trận mà. Và bạn sẵn sàng chi trả một khoản phí bảo vệ. Giống như bạn mở quán hát, mở nhà hàng, kinh doanh thì bạn phải trả tiền bảo kê cho anh Long ấy. Trong năm 2022 gần đây, chính phủ Nhật đã đồng ý kế hoạch 5 năm về hợp tác quân sự và chi trả 8,6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Mỹ để nhận được sự bảo vệ về mặt quân sự trong bối cảnh căng thẳng chính trị trong khu vực đang leo thang. Nguyên nhân thứ hai khiến cho kinh tế Nhật phát triển thần kỳ như vậy đó là sự hình thành của các tập đoàn gia đình trị, đó gọi là Keiretsu. Từ gần 200 năm trước đây, tứ đại gia đình, tứ đại buôn phiệt là Mitsui, Mitsubishi, Sumimoto và Yasuda bắt đầu được hình thành. Khi đó họ được gọi tên là Zaibatsu, chứ không phải Keiretsu như bây giờ. Hầu hết họ đều sở hữu các ngân hàng đầu tiên, công ty tài chính đầu tiên của Nhật, có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ, bị chi phối bởi một gia đình, xuất phát từ ngành kinh doanh ngân hàng rồi sau đó mở rộng ra hàng loạt lĩnh vực kinh tế khác. Hãy quay lại một chút lịch sử từ cuộc cải cách Minh trị là cuộc cải cách lật ngược xã hội Nhật Bản. Năm 1868 là một dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Thiên Hoàng Minh trị tiếp quản đầy đủ quyền lực mà chế độ Mạc Phủ tướng quân để lại. Chủ trương khi đó của Thiên Hoàng là cải cách toàn diện xã hội nhằm xóa bỏ chế độ phong kiến, hiện đại hóa xã hội để bắt kịp các quốc gia phương Tây. Và một trong những biện pháp lớn nhất thời đó là đấu giá toàn bộ khoản kinh doanh của thời cũ. Và điều này đã cho phép tầng lớp thương nhân bước thẳng vào vị trí tinh hoa, vị trí trung tâm của một quốc gia non trẻ và đầy triển vọng. Thay vì coi nhẹ người làm kinh doanh, người làm kinh tế trước đây mà chỉ tôn trọng kiếm sĩ, chỉ tôn trọng samurai. Năm 1876, khi gia tộc Mitsui thành lập ngân hàng Mitsui là một trong những ngân hàng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Cũng trong năm đó, họ thành lập thêm công ty Mitsui Busan chuyên về mua bán, giao dịch hàng hóa như than đá và nông sản. Và rất nhanh chóng, công ty này trở thành nhà giao dịch hàng hóa lớn nhất Nhật Bản, thay thế vai trò của các doanh nghiệp nước ngoài. Và trước khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, thì Mitsui đã mở rộng sang hàng loạt lĩnh vực khác như là bảo hiểm, may mặc, chế tạo máy, vũ khí, buôn bán. Giống như mô hình kim tự tháp, trong đó tập đoàn mẹ công ty then chốt đứng ở trên và hàng chục, hàng trăm công ty con nhỏ hơn đứng ở phía dưới. Cho đến khi Nhật đầu hàng đồng minh thì những Zaibatsu này đúng ra phải được coi như những cái tội phạm chiến tranh, bởi vì họ đang góp phần thúc đẩy kinh tế và sản xuất vũ khí, sản xuất công nghiệp cho một chế độ độc tài trước đó. Thế nhưng không, dưới sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh thì nước Nhật đã đổi tên những công ty này từ Zaibatsu trở thành Keiretsu và đầu tư rất nhiều cổ phần của họ vào đây và hỗ trợ những tập đoàn này trong việc đi đầu là cánh chim đầu đàn trong việc phát triển kinh tế. Chính sách của Nhật ban đầu dựa vào các tập đoàn công nghiệp và tài chính khổng lồ. Họ chỉ đạo ngân hàng cấp tín dụng ưu đãi, cung cấp tài nguyên cho các ngành nghề được định hướng như là đóng tàu, sản xuất thiết bị điện tử. Các tập đoàn này cũng có nhiều cổ phần của nhà đầu tư Mỹ như là General Electric mua 16% cổ phần của Tokyo Shibaura Electric, rồi Associate Oil đầu tư vào Mitsubishi Electric Petroleum trong lĩnh vực dầu khí. Trong danh sách 325 công ty của Nhật Bản phải được tổ chức lại vì có liên quan đến chủ nghĩa phát xít, chỉ có 20 công ty là thực hiện điều này và không có ngân hàng nào của Nhật phải tái cấu trúc. Và để tránh tai tiếng liên quan đến chủ nghĩa phát xít ngày xưa thì một số ngân hàng tiến hành đổi tên trong một thời gian. Ví dụ như là ngân hàng Mitsubishi thì tạm thời mang tên là Chiyoda, ngân hàng Sumimoto thì mang tên là Fuji. Nếu nói trắng ra thì những ông chủ tập đoàn này, những ông chủ ngân hàng này phải bị thanh trừng bởi tòa án quốc tế vì tội phạm chiến tranh. Nhưng Mỹ và đồng minh lại phù phép cho các ông chủ này thoát tội. Như vậy phần lớn các tập đoàn tài phiệt vẫn giữ nguyên. Và điều này thì lại rất có lợi cho kinh tế. Những thập niên 1950 thì những cái sản phẩm điện tử như là máy ảnh, sợi quang, các thiết bị bán dẫn thì không thể cạnh tranh được với Mỹ và Tây Âu. Nhưng đến năm 1970 thì các sản phẩm điện tử của Nhật đã thống trị toàn bộ thị trường trên thế giới. Các hãng xe hơi, xe máy trở thành đối thủ lớn nhất của cả Mỹ và Tây Âu, trong khi công nghiệp đóng tàu của Nhật Bản đứng đầu thế giới. Các lĩnh vực như là hóa chất, vận tải luyện thép cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Và đây cũng chính là cách mà Hàn Quốc hỗ trợ cho các tập đoàn Chaebol của mình. Nếu các bạn muốn cố làm thêm về video Hàn Quốc, muốn chúng ta nói thêm về Hàn Quốc, video 70 năm, làm sao để Hàn Quốc phát triển thần kỳ thì có thể comment số 1 trong video này nhé.
Ngay ở Việt Nam một thời chúng ta cũng đã cố gắng áp dụng theo để hỗ trợ cho Vinasin, PMU18, Vinalize rất nhiều nguồn lực của nhà nước, rất nhiều tài nguyên để làm đầu tàu, làm nắm đấm thép để kéo nền kinh tế phát triển. Nhưng vì một số lý do mà điều này không thành công được, đó chính là con người. Ở người Nhật thì văn hóa yêu nước, chăm chỉ, đầu tư rất nhiều vào giáo dục và văn hóa lựa chọn nhân tài là những điểm khác biệt. Chính phủ Nhật Bản khi đó đã cắt giảm 90% chi tiêu quân sự và dành khoản tiền này cho giáo dục, cụ thể tập trung vào các ngành STEM. STEM tức là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, những lĩnh vực sẽ phục vụ cho ngành công nghiệp của nước nhà trong tương lai. Những yếu tố chính yếu làm cho sự khác biệt của những cái tập đoàn này thắng lợi thay vì những cái tập đoàn được bỏ rất nhiều tiền nhưng mà không thành công chính là con người. Tức là người công dân, người đứng đầu có một cái mức độ kỷ luật xã hội, yêu nước và tinh thần đạo đức rất cao. Chính vì ba yếu tố trên được sự hỗ trợ của Mỹ, các tập đoàn kế toán hiệu quả và cùng với những công dân yêu nước tuyệt vời thì Nhật đã bước vào phép màu tăng trưởng kinh tế. Vào đầu những năm 1950, khi mà chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, thì hệ thống tổ hợp tài chính ngân hàng công nghiệp Nhật Bản và các nhà đầu tư Mỹ ra sức thu lợi nhuận bởi những đơn hàng béo bở được người Mỹ dành cho. Khi đó Nhật Bản trở thành khu vực hậu cần chính cho Mỹ vì nó nằm ngay sát lò lửa chiến tranh Triều Tiên. Với lợi ích to lớn như vậy, thì Thủ tướng Nhật Bản Yoshida khi đó đã gọi cuộc chiến này là quà tặng của thần linh cho nước Nhật, ông phũ vãi. Và sang năm 51 thì Nhật đã ký với Mỹ hòa ước San Francisco, khi đó là Nhật được Mỹ bảo trợ an ninh và Nhật Bản tập trung toàn bộ vào phát triển kinh tế, trong khi các cường quốc khác thì phải lo đi làm máy bay, lo đi làm tên lửa hạt nhân, lo đi đủ thứ. Nhưng mà Nhật thôi, khỏi lo chạy đua vũ trang, tập trung vào kinh tế thôi, có gì anh cả Mỹ đã lo rồi. Và dưới vai trò trung gian của Mỹ thì Nhật cũng bắt đầu tiến hành xâm nhập các thị trường Đông Á thông qua những khoản đầu tư dưới danh là viện trợ bồi thường chiến tranh. Cái này nó giống như là kiểu ODA, tài trợ không hoàn lại ấy. Nhật sẽ đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng bằng vốn không hoàn lại hoặc là ưu đãi. Những nước nhận tài trợ thì phải sử dụng công nghệ của Nhật, mua lại công nghệ, dùng nhân công của Nhật trả tiền công cho chuyên gia của Nhật, rồi dành cho Nhật những ưu đãi về tài nguyên, về thuế, và đương nhiên cả nước Nhật và các nước nhận đầu tư đều có lợi. Ông không có tiền thì ông có người ta đến đầu tư cho ông là sướng rồi, đúng không? Nhưng may mắn cái người đến đầu tư này, họ cũng nghĩ cho mình và họ đầu tư cho mình những cái công trình tốt, những cái nhà máy tốt, những cái dự án tốt. Nhưng mình phải mua công nghệ của họ, mình phải mua nguyên vật liệu của họ, mình phải dùng công nhân của họ cũng đúng thôi. Và vấn đề là cái vốn đầu tư đó lại được ưu đãi, có thể giá rất là rẻ, lãi suất rất là thấp. Và các nền kinh tế này khi mà nhận được đầu tư của Tokyo thì ra sức phát triển kinh tế, tiếp tục thúc đẩy thương mại, giao thương với Nhật, khiến cho kinh tế Nhật còn tăng mạnh hơn nữa. Với riêng Việt Nam thì kể từ năm 1995 tới nay, sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ thì vốn ODA của Nhật và các nước khác với Việt Nam tăng mạnh. Trong 30 năm gần đây thì tổng nguồn vốn ODA cam kết lên đến khoảng là 78 tỷ đô. Trong đó thì 15% là vốn ODA không hoàn lại, còn 85% thì là các khoản vay ưu đãi. Trong đó thì Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất, chiếm tới khoảng 60% nguồn vốn ODA tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong nước và nguồn vốn ODA từ nước ngoài, thì từ năm 1952 tới năm 1973, tốc độ tăng GDP của Nhật ở mức cao nhất trong các nước tư bản. Tới năm 1973, thì GDP của Nhật tăng 20 lần so với 1950, từ 20 tỷ đô lên 402 tỷ đô, vượt Anh, vượt Pháp, vượt Đức. Tổng sản lượng công nghiệp trong thời kỳ này cũng tăng từ 4,1 tỷ đô lên 56 tỷ đô, tức là tăng gấp 15 lần. Công nghiệp đóng tàu của Nhật đứng đầu thế giới và chiếm đến 50% tổng số tàu biển, và Nhật có tới 6 trên 10 nhà máy đóng tàu lớn nhất trong các nước tư bản. Năm 1960, thì ngành công nghiệp ô tô của Nhật ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, vượt lên đứng thứ 6 trong thế giới tư bản. Và năm 67, thì ngành ô tô của Nhật vươn lên đứng hàng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Tới những năm 1980, thì Nhật là niềm ghen tị của cả thế giới. Nền kinh tế được lãnh đạo bởi một chính phủ trung ương mạnh, ngành sản xuất tăng trưởng vượt bậc với năng suất cao, nguồn tín dụng thì dễ dãi và dồi dào, chính sách thương mại bảo hộ giúp cho Nhật có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, và cuộc đua chạy đua lên vị trí thứ 1 với Mỹ tưởng như không quá khó khăn với nước Nhật, nhưng nó bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Cùng với nền kinh tế tăng trưởng thần kỳ đó, kinh tế thì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Nhật thì có thặng dư thương mại cực lớn với Mỹ vì ô tô rẻ, bền, tiết kiệm năng lượng, TV, tủ giặt, máy lạnh, điện gia dụng, tất cả mọi thứ chất lượng cao được cả thế giới ưa chuộng. Thế thặng dư thương mại là thế nào? Bạn hình dung là nhà bạn đi, bạn đang sản xuất khoai cực kỳ ngon và phú ông là hàng xóm thì rất thích khoai nhà bạn, gia đình nghiện ăn khoai nhà bạn, mua khoai liên tục. Bạn chấp nhận tiền bán khoai bằng đô và thi thoảng bạn cũng mua Coca-Cola từ phú ông và cũng trả bằng đô. Khi bạn nhận được đô la này, bạn dùng để đổi thành yên Nhật, bạn dùng yên Nhật để thuê nhân công, xây dựng trang trại, mua giống khoai vân vân. Bạn hình dung rằng nếu bạn bán 10 củ khoai được 1 đô và 1 đô này đổi thành 250 yên Nhật, bạn cũng dùng 1 đô này mua được 10 chai coca từ phú ông. Và bạn sẽ đổi 250 yên Nhật để mua 10 chai coca từ phú ông.
Nhưng phú ông khi đó cảm thấy việc mua khoai của bạn là quá nhiều và có thể khiến bạn sắp tới sẽ giàu hơn ông ta. Phú ông cũng muốn gia đình của phú ông hạn chế bớt việc nhập khoai của bạn bằng cách làm giá khoai đắt lên và muốn bạn mua nhiều coca hơn bằng cách làm cho coca rẻ đi. Khi đó thì phú ông hẹn gặp bạn cùng với một số tay giang hồ trong làng và thống nhất rằng từ giờ, 1 đô la sẽ không phải bằng 250 yên Nhật nữa, mà 1 đô la sẽ bằng 150 yên. Tức là yên của bạn phải tăng giá lên, còn đô la thì giảm giá xuống. Khi đó, cùng với số tiền ban đầu, gia đình của phú ông chỉ mua được 6 củ khoai. Tức là 1 đô la ban đầu chỉ mua được 6 củ khoai thôi, mất đi 40%. Còn bạn thì cùng với số tiền ban đầu là 1 đô, là 250 yên ấy, thì bạn bây giờ mua được 16 chai coca. Và coca rẻ hơn nên là gia đình bạn tăng cường mua coca từ phú ông. Và thế là phú ông bán được nhiều hàng hơn, có nhiều tiền hơn. Và tương tự như vậy, trước tình hình Nhật đang xuất khẩu hàng hóa đi toàn thế giới và đè bẹp các tập đoàn công nghiệp của các nước phương Tây, thì Mỹ vừa trải qua quá trình thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Lãi suất lúc đó, những năm đầu 1980 có lúc lên tới 10%. Đồng đô la mạnh khi đó khiến cho giá hàng hóa của Mỹ rất là cao và kém cạnh tranh khi xuất khẩu. Dân Mỹ thì muốn mua hàng của Nhật về vừa rẻ vừa xịn và làm cho thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật tăng vọt. Phú ông Mỹ và Đức, Anh, Pháp đã gọi Nhật tới khách sạn Plaza tại New York, Mỹ và nói: "Này em, anh chúc mừng sự tăng trưởng thần kỳ của chú, nhưng mà chú ăn cơm thì chú để lại bát cháo cho các tập đoàn của anh húp với chứ. Chú nhìn xem, cả dân cả nước anh bây giờ nó thích mua đồ từ chú. Thế thì bên anh nó bán hàng cho ai, nó chết đói à, nó phá sản hết à? Thôi, bây giờ như này nhá, anh em mình trong nhóm G5, mình phải làm giàu cho nhau, mình phải nghĩ cho nhau em nhé. Cái tỷ giá hiện tại đô la Mỹ trên yên Nhật ấy đang là 250 đồng. Nó cực kỳ bất công cho các tập đoàn bên anh. Nên mình thống nhất từ giờ, em sẽ nâng giá đồng yên lên, còn anh sẽ in thêm đô, anh hạ lãi suất để anh làm giảm giá đô la xuống. Tỷ giá nó về đâu đó quanh mức 150 thôi, để bên anh còn cân đối bán hàng cho chú với. Khi nào kinh tế ổn thì mình điều chỉnh lại nhá." Nhật khi đó thì đang rất mạnh về kinh tế, xuất khẩu, sản xuất, nhưng về quân sự thì đang nhờ phú ông bảo vệ, nên họ gật đầu: "Ok, các anh muốn thế thì em xin chiều ạ." Và thế là chỉ sau vài năm, đồng yên Nhật tăng giá mạnh, đô la thì giảm giá, có lúc về chỉ có một nửa so với ban đầu. Tỷ giá đô la trên yên Nhật giảm từ mức 250 về quanh mức 120 chỉ sau đó vài năm. Sau Hiệp định Plaza, các cán cân thương mại cân bằng dần và có lợi cho Mỹ và các nước phương Tây, thì người dân Nhật lại rất chịu thiệt thòi vì bán khoai giờ quá khó, giá cao nên ít người mua. Khi nền kinh tế bị thiệt hại với việc giảm xuất khẩu, thì Ngân hàng Trung ương Nhật tìm cách giảm lãi suất đồng yên Nhật để kích thích tăng trưởng kinh tế nội địa. Và từ năm 85 tới năm 87 thì họ giảm lãi suất từ 5% về mức 2,5% một năm. Với lãi suất rẻ, tín dụng dễ dãi nên người dân của Nhật càng tăng cường đầu tư vào thị trường chứng khoán và bất động sản. Kinh tế lúc đó thì vẫn chưa ngấm đòn và tiếp tục duy trì tăng trưởng mặc dù chậm lại dần trong những năm từ 86 tới năm 89. Khi yên Nhật rẻ thì lại càng thu hút sự tự tin và hấp dẫn của các nhà đầu tư trên toàn cầu khi đổ tiền vào Nhật. Vì khi đó cùng với một đồng đô la, cùng với một đồng bảng Anh, vì giá yên đang rẻ, họ sẽ mua được nhiều tài sản hơn, mua được nhiều chứng khoán hơn, nhiều bất động sản hơn. Còn bạn cùng với các nhà đầu tư trong nước thì đã trải qua 30 năm tăng trưởng thần kỳ thì càng tự tin hơn khi ném tiền vào thị trường chứng khoán và bất động sản. Kể cả khi thị trường chứng khoán Mỹ lâm vào khủng hoảng năm 1987, vào ngày thứ hai đen tối, chỉ số Dow Jones giảm 22% chỉ trong một ngày. Các thị trường chứng khoán lớn khác trên toàn cầu cũng bốc hơi vài chục phần trăm. Thì Nhật lại được ví như một thiên đường an toàn của các nhà đầu tư khi mà chứng khoán và bất động sản chỉ giảm theo trong 2 tháng rồi tiếp tục tăng lên đỉnh cao mới. Chỉ số Nikkei giảm từ 26.000 về 22.000 trong 2 tháng rồi tiếp tục tăng gấp đôi lên 39.000 trong 2 năm sau đó vào tháng 12 năm 1989. Lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật bắt đầu tăng trở lại từ năm 88 đến năm 90, từ 2,5% lên 6% sau khủng hoảng năm 1987. Kể cả trong bối cảnh lãi suất tăng cao như vậy, giá chứng khoán và bất động sản vẫn tiếp tục tăng. Khi đó thì giá đất đã tăng 50 lần trong 30 năm. Mặc dù lạm phát của Nhật tăng rất ít, lạm phát trong 30 năm chỉ tăng gấp đôi, nhưng giá đất tăng gấp 50 lần. Giá trị thị trường bất động sản của Nhật lúc đó lớn bằng 4 lần giá trị thị trường bất động sản của cả nước Mỹ. Mặc dù Mỹ thì rộng hơn Nhật tới 26 lần, dân số Mỹ khi đó đông hơn gấp 2 lần. 1 m² ở Tokyo khi đó có giá là 1,5 triệu đô la Mỹ, đắt gấp 350 lần mảnh đất tương đương ở khu phố đắt đỏ Manhattan. Chỉ số PE trung bình của chứng khoán Nhật lúc đó là 60 lần, tức là bỏ tiền ra mua cổ phiếu thì 60 năm sau tiền lãi mới đủ hòa vốn. Và khi mọi thứ xung quanh tăng chóng mặt, bạn cảm thấy mình thật là giàu có, nằm trên đống tài sản khổng lồ, nhà của bạn tăng, tài khoản chứng khoán của bạn tăng, bạn chỉ cần bán một chút ra là đủ tiêu xài những cái thú vui xa xỉ như thẻ góp trị giá 1 triệu đô một năm, xe sang từ Đức Mỹ, nhà sang, du thuyền và mọi thứ tưởng như kéo dài mãi mãi. Ở đây chúng ta thấy rằng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật đã bắt đầu tăng trở lại từ năm 88 đến năm 89.
và tiếp tục khi mà tăng lên từ mức 2,5% lên 6%. Nhưng mà chứng khoán Nhật vẫn tăng, tăng đến tận cuối năm 1989 vì nguồn tiền đổ vào quá nhiều, vì nhà đầu tư tin rằng những cái tương lai rộng mở, tương lai sáng lạn này của nền kinh tế Nhật sẽ còn tăng trưởng mãi mãi. Và chỉ một năm sau, toàn bộ bong bóng vỡ vụn. Chỉ số Nikkei giảm 35% chỉ trong một năm và liên tiếp tìm về đáy mới trong 13 năm sau đó. Cứ bò lên lại ăn vả và chạm đáy sau 13 năm. Từ 40.000 điểm với 7.800 điểm, giảm 80% so với ban đầu. Và mức này thì cũng bằng mức giảm 80% của Việt Nam là VN Index trong năm 2007 ấy, giảm từ mức 1.173 điểm về 235 điểm. Nhưng Việt Nam ta thì ta đi tàu cao tốc, ta đi có 2 năm thôi, 2 năm mà giảm được 80% là về đáy rồi bật trở lại. Nhưng còn Nhật thì Nhật mất 13 năm, và trong 13 năm này thì nhiều đau thương mất mát xảy ra. Có rất nhiều công ty Nhật thì vay nợ và đảm bảo bằng tài sản là bất động sản, là cổ phiếu. Khi bong bóng vỡ thì những tài sản này sụt giảm và khiến họ rơi vào tình trạng âm vốn, hết cả tiền trong báo cáo tài chính, cũng không thể huy động vốn mới để hoạt động vì tài sản làm gì có nữa. Các ngân hàng thì choáng váng trước cái đà giảm giá khủng khiếp của tài sản đảm bảo, và họ phải đối mặt với hàng loạt con nợ đang bị âm tài sản, nên càng lo sợ khi cho vay. Và không cho vay thì doanh nghiệp không có tiền hoạt động, và khi mà hoạt động khó khăn rồi, lợi nhuận kém rồi thì giá cổ phiếu lại giảm sâu hơn, và lại càng gây cho ngân hàng lại hoảng sợ hơn và càng không cho vay nữa. Và cứ thế biến thành vòng xoáy giảm tài sản giảm nợ. Có một cái điều chê trách ở gần thời điểm này, đó là cái việc mà giảm lãi suất của ngân hàng trung ương rất là chậm trễ. Khi ngân hàng trung ương Nhật đã tăng lãi suất lên 6%, nhưng mà rất chậm trễ trong việc là cứu các cái tập đoàn và cứu nền kinh tế. Sau đó thì chính phủ có nhảy vào cứu tập đoàn, nhưng việc cứu một số công ty có hiệu quả kinh doanh kém, họ chỉ hưởng lợi từ việc bong bóng tài sản, tăng giá tài sản, và họ cứ tiếp tục sống vào trợ cấp, họ cũng chẳng muốn đổi mới sáng tạo, thì vô hình lại triệt tiêu đi những công ty non trẻ, những công ty dám khởi nghiệp và làm điều mới. Và dưới sự hỗ trợ của chính phủ khi đó thì GDP có phục hồi vào năm 1995 ở mức 5.500 tỷ đô và sau đó thì cứ trồi sụt rồi đi ngang và thậm chí cứ giảm dần cho tới năm nay là năm 2023 thì giảm về có mức là 4.200 tỷ đô. Sau hơn 30 năm thì GDP không tăng trưởng mà lại còn đi ngang. Những người đu đỉnh chứng khoán và bất động sản Nhật ở năm 1990 ấy, thì có độ tuổi trung bình ở mức là 40 tuổi. Họ chịu một cái áp lực vô cùng lớn khi mất việc, nợ nần chồng chất, mất sạch tài sản. Chứng khoán Việt Nam mình thì mình còn tăng trở lại sớm, nhưng mà Nhật sau hơn 30 năm tới tận 2023 thì Nikkei chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 33.000 điểm, còn xa mới về đỉnh cũ ở mức 40.000 điểm. Có thể thấy đầu tư chứng khoán ngay cả ở một thị trường lớn và phát triển và tiềm năng vô cùng như Nhật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cứ tưởng rằng mọi thứ đã trở lên mây rồi, cứ tưởng rằng mọi thứ rất là ngon rồi, nhưng mà cuối cùng lại rất nhiều người lâm vào cảnh phá sản và áp lực vô cùng lớn trong một nền kinh tế vô cùng phát triển. Và càng lúc càng nhiều người họ đang chọn lựa một việc là họ tập trung vào công việc chính của họ, tập trung vào công việc mang lại cho họ niềm vui, mang lại cho họ thu nhập lớn nhất, và để cái phần tiền đầu tư chứng khoán, để phần tiền nhàn rỗi đó cho một tổ chức chuyên nghiệp hơn, có 100% thời gian đầu tư, nghiên cứu và quản lý tài sản cho một cách hiệu quả. Và nếu bạn đang quan tâm đến một cái dịch vụ như vậy ở Việt Nam là đầu tư củng cố với cái hiệu quả đầu tư tối thiểu 12% một năm trở lên, và trong 3 năm vừa rồi thì hiệu quả đạt mức sấp xỉ hơn 20%, thì hãy inbox cho Cú để tham khảo thông tin nhé. Và cái cuộc sống bế tắc của thế hệ mất mát ở lứa 7X, 8X ở Nhật đã đến tuổi trung niên rồi mà vẫn còn thất nghiệp, vẫn còn độc thân và sống với bố mẹ. Đối mặt với cái triển vọng nghề nghiệp thì không còn nữa, nhiều người thì rơi vào cảnh độc thân và không có con. Thì thống kê ở Nhật là cho thấy là 3-4 triệu người trong độ tuổi 40-50 thì vẫn độc thân và sống với bố mẹ vì kinh tế không ổn định, việc làm không rõ ràng. Và người ta gọi thế hệ này gọi là thế hệ mất mát vì họ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái khủng hoảng chứng khoán và bất động sản của Nhật. Cho đến ngày nay thì có thêm 1 triệu người trẻ hơn thuộc thế hệ 9X và 2K đang đối mặt với tình trạng áp lực cuộc sống khiến họ sống luôn trong căn phòng của mình, ở luôn 2 năm, 3 năm, thậm chí ở 10 năm, không bước ra ngoài nữa. Sinh hoạt khép kín, chơi game, làm việc, đọc truyện, ăn uống, tắm rửa chỉ trong nhà và không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài do những cái vấn đề về mặt tâm lý, về mặt công việc, về mặt áp lực cuộc sống. Và vấn đề lớn nhất của thế hệ này là họ không đẻ nữa, họ không giao du nữa. Áp lực cuộc sống quá lớn, quá mệt mỏi và khiến cho dân số Nhật bắt đầu sụt giảm kể từ năm 2010. Từ mức 128 triệu người vào năm 2010 tới nay chỉ còn 123 triệu người và dự kiến sẽ giảm thêm 50 triệu người nữa về 73 triệu người vào cuối thế kỷ này. Và điều này là một điều vô cùng tệ hại cho nền kinh tế, bởi vì nền kinh tế sẽ có rất nhiều người già và người trẻ sẽ cực kỳ ít đi, cái người trong độ tuổi lao động sẽ ít đi và khi đó một người trẻ sẽ phải nuôi tới 3 người già, 4 người già và họ sẽ càng không thể cảm nhận cuộc sống nữa. Rồi nhu cầu chi tiêu thì sụt giảm vì kinh tế khó khăn, dân số sụt giảm, nhu cầu thắt chặt, khiến cho Nhật lâm vào giảm phát trong dài hạn, tức là chỉ số giá thì cứ giảm liên tục. Ở Việt Nam thì ta thường thấy lạm phát thôi, tức là tiền thì mất giá liên tục, giá cả tăng liên tục. Mà khi lạm phát vừa phải thì rất tốt cho nền kinh tế,
ta sẽ tích cực đi mua tài sản hơn, tích cực đầu tư kinh doanh hơn. Vì nếu mà không mua được cuối năm nó tăng, lại không mua được nữa, vì điều này thì hỗ trợ kinh tế phát triển. Còn trong trường hợp giảm phát thì ta không vội gì phải mua, không vội gì phải đầu tư, khi biết rằng cứ cất tiền đi, gửi tiết kiệm đi. Cuối năm nay, cuối năm sau giá nó giảm thêm, giá nó giảm nữa và ta sẽ mua được nhiều hàng hơn. Cho tới gần đây, các chính phủ, nền kinh tế và người dân đang hy vọng về một điều có thể giúp họ thần kỳ trở lại, đó là Abenomics. Khi Thủ tướng Abe, người đã làm chức vụ Thủ tướng tới 4 nhiệm kỳ, quyết định thay đổi động lực của nền kinh tế bằng những cái chính sách nổi tiếng mang tên ông, Abenomics, ông mong muốn Nhật Bản tăng trưởng lại bằng 3 cách. Thứ nhất là các gói kích thích đầu tư công vào cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo. Thứ hai là các gói nới lỏng tiền tệ bằng cách mua cổ phần và chứng khoán trên thị trường chứng khoán Nhật Bản và chính Ngân hàng Trung ương trở thành cổ đông lớn nhất ở đây. Sau hơn 10 năm mua chứng khoán liên tiếp, hiện nay Ngân hàng Trung ương Nhật đang sở hữu tới hơn 400 tỷ đô chứng khoán của Nhật. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang trở thành con nợ lớn nhất và cũng là chủ sở hữu lớn nhất của cả nền kinh tế. Mặc dù vậy thì GDP của Nhật vẫn tăng trưởng khá là chậm và dự kiến chỉ tăng trưởng đâu đó khoảng 1% trong giai đoạn 2023, 2024 và 2025. Trong đó thì tiêu dùng nội địa và đầu tư tư nhân cũng như là chi tiêu của chính phủ thì chiếm một mức tăng trưởng GDP quan trọng trong nền kinh tế của Nhật Bản. Với tốc độ tăng trưởng chậm rãi như vậy nên là Đức sẽ vượt Nhật trong năm 2023 để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới so sánh theo GDP. Tuy vậy chỉ số GDP của Nhật thì không phản ánh hết chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây. Nếu bạn đã từng đi Nhật chơi rồi thì có lẽ sẽ rất thích cuộc sống ở đây. Chất lượng cuộc sống của người dân thì tuyệt vời, giá cả thì rất là rẻ. Phải chăng đồ ăn thì rất là ngon, sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm. Có rất nhiều dịch vụ vui chơi, bổ ích. Người dân thì vô cùng lịch sự, hòa đồng và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn. Chính phủ Nhật gần đây ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì họ còn cởi mở hơn trong chính sách nhập cư và thu hút đầu tư nước ngoài. Các công nghệ mới như AI, robot, công nghệ gen đang được đầu tư rất là mạnh mẽ, được kỳ vọng sẽ giúp nước Nhật tăng trưởng trở lại trong thời gian tới. Vậy còn theo bạn thì sao? Bạn đã từng đến Nhật chơi hoặc là làm việc chưa? Bạn có tin rằng nước Nhật sẽ sớm thần kỳ trở lại, kinh tế Nhật sẽ phát triển trở lại và người dân Nhật cũng như những người dân nhập cư khác đến Nhật, họ sẽ thay đổi quan điểm để tiếp tục sinh con đẻ cái nhiều hơn, khiến cho dân số tăng trưởng trở lại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thần kỳ trở lại như ngày xưa hay không? Hãy comment ý kiến của bạn trong video này cho Cú biết nhé. Xin chào, chúc cả nhà sức khỏe và thành công.